Con gái của hắn là một nữ đế tuyệt thế vô song chuyển thế. Còn hắn chỉ là một kẻ vô dụng không thể tu luyện được. Để có thể sớm đạt được đỉnh cao tu luyện, đứa con gái 10 tuổi định giết hắn để tế trời, nhưng lúc cô bé ra tay lại phát hiện ra hắn không hề đơn giản như thế. Chỉ vì lúc 10 tuổi cô bé đã thức tích được ký ức của kiếp trước, mới biết mình là nữ đế dựng nên Vong Tình Thiên Cung. Kiếp trước cô đã tu luyện đến cảnh giới Thái Thượng Vong Tình Chi Đạo, lại bị người khác liên minh sát hại, bây giờ lại luân hồi về đến nghìn năm sau, vì để có thể nhanh chóng đạt được Thái Thượng Đại Đạo, cô quyết tâm cắt đứt với mọi nhân quả. Lúc này dưới núi Nam Hoang, hắn mặc một đồ xanh đứng chắp tay sau lưng, nhìn về phía một ông lão cách đó không xa. Bác Tử, bác vẫn nên quay về đi, nói với mẹ của con rằng cả đời này con sẽ không quay lại Lâm gia đâu. Bác đã lớn tuổi rồi, sau này bớt đi lại lại. Gương mặt già nua nhăn nhúm của bác Từ nở một nụ cười khổ. Thiếu gia, chuyện năm đó cũng không thể hoàn toàn trách gia chủ được. Dù sao cũng đâu ai ngờ được người lại chọc phải Mộ Tuyết Tiên chứ. Hơn nữa còn cùng cô ấy hạ sinh một đứa con gái. Việc này thật sự là quá sức tưởng tượng, đến cả gia chủ cũng không biết trước kia hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng sau này Mộ Tuyết Tiên hạ lệnh bảo Lâm gia xóa người ra khỏi gia phả. Mộ Tuyết Tiên là thánh nữ của thánh địa Thái Sơ, lời của cô ấy gia chủ không thể không nghe theo. Hắn bình thản lắc nhẹ đầu nói, chuyện năm đó lỗi là ở con, con cũng chưa từng trách cha mình, những chuyện còn ẩn giấu trong đó con sẽ không nói thêm. Bác chỉ cần biết con chưa từng oán hận Lâm gia. Mộ Tuyết Tiên không chỉ là thánh nữ của thánh địa Thái Sơ, mà còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, còn chính là nhân vật đứng đầu bảng Hồng Trần Thiên Tiên. Về phần tại sao hắn lại phát sinh quan hệ với cô ấy thì phải nói là hết sức bremer. Ước chừng 10 năm trước, Mộ Tuyết Tiên bị thế lực đối đầu truy sát, mặc dù cuối cùng thành công trốn thoát, nhưng lại chúng phải hợp hoan tán mà thần tiên cũng khó giải. Trùng hợp hắn đi ngang qua đó, sau đó hắn một người không có tu vi bị Mộ Tuyết Tiên lôi vào trong hang động. Không sai, hắn chính là bị ép buộc, cho đến 10 năm sau cũng chính là hôm nay, hắn vẫn luôn ngơ ngác. Không lâu sau ngày hôm đó, Mộ Tuyết Tiên đưa một bé gái giao cho hắn, sau đó biến mất không để lại một dấu vết. Đứa bé đó chính là con của bọn họ, tên là Lâm Nguyệt Hy. Nghĩ đến đó, hắn không nhịn được mà nở một nụ cười ấm áp rồi nói, con đã sớm quen với cuộc sống hiện tại rồi. Nguyện vọng lớn nhất của con lúc này là có thể không ngừng nhìn thấy Nguyệt Hy lớn lên. Con thật sự rất thích con gái của mình, đặc biệt là khi con nghe thấy Lâm Nguyệt Hy gọi cha, khiến con cảm thấy 10 năm này đều rất xứng đáng. Thấy thế, bác Từ thở dài một hơi, biết khó có thể khuyên bảo hắn, chuyện đã như vậy chỉ có thể thành thật bẩm báo lại với phu nhân. Sau khi bác Từ đi, hắn cũng bắt đầu lên núi. Hắn chạy nhanh như bay, nét mặt vô cùng kích động. 10 năm rồi, ông trời đã hành hạ hắn hẳn 10 năm trời. Vốn tưởng rằng có được hệ thống sẽ lập tức nổi danh khắp nơi, không ai địch lại, ai ngờ hệ thống đáng chết này lại chơi hắn như thế. Hắn là một kẻ xuyên không, đến thế giới này chưa lâu thì có được hệ thống, nên dù không có võ mạch không thể tu luyện, hắn chưa từng chán nản từ bỏ. Ai ngờ nhiệm vụ đầu tiên hệ thống đưa ra là kêu hắn đến núi Nam Hoang này, và phải ở đây cho đủ 10 năm, tròn 10 năm đó trời. Nếu không có con gái ở cùng, hắn thật sự không biết mình có thể kiên trì nổi không. Hôm nay là ngày cuối cùng, theo lời hệ thống, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì có thể nhận được phần thưởng giá trị cao. Vì thế bây giờ hắn đang rất kích động. Sau khi tìm được một hang động ẩn nấp ở giữa núi, hắn lập tức bước vào ngồi thiền, kìm lại cảm xúc kích động. Hắn thầm nói một tiếng, điểm danh, không có gì khác so với mấy lần hắn điểm danh trước. Hắn chỉ cảm nhận được dường như có một tia sáng chiếu qua trong đầu. Sau đó một âm thanh máy móc vang lên, điểm danh xong, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được những phần thưởng như sau: nhận được tam đạo linh khí vũ trụ, có thể dùng để tăng tu vi võ đạo, nhận được công pháp Thái Thượng Huyền Thiên Công cấp chí tôn, nhận được một chiếc áo thất thái thần y. Nghe âm thanh trong đầu, hắn không kìm được sự kích động nữa mà đáp một tiếng được. Đặc biệt là những phần thưởng chúng vô cùng phong phú, có rất nhiều món hắn chưa từng nghe tới, nhưng chỉ cần xem giới thiệu cũng biết đó là những món đồ phi phàm. Tam đạo linh khí vũ trụ nhập vào cơ thể, hắn cảm thấy cơ thể như được cải tạo một cách nhanh chóng, mọi thứ đang tiến bước về trạng thái hoàn hảo. Cùng lúc đó tu vi của hắn cũng đang tăng rất nhanh. Người bình thường tu luyện phải dần dần tăng tiến, còn hắn đã hoàn toàn phá vỡ quy tắc này, tu vi của hắn mạnh dần lên với một tốc độ không ngờ tới. Linh khí vũ trụ trở thành linh khí bổn nguyên, dù là đại đế trong truyền thuyết muốn có nhất đạo cũng khó, mà hắn lại có được tam đạo. Một lát sau hắn chậm chậm mở mắt, ánh mắt đã trở nên bình lặng hơn. Sau khi luyện hóa tam đạo linh khí vũ trụ, hắn cũng không biết bản thân đã đạt tới cảnh giới nào, hắn chỉ có thể chắc chắn bản thân hiện tại rất mạnh. Điểm danh 10 năm giờ đã thành công, tay hắn xuất hiện một bộ đồ 7 màu, sắc màu tung bay như mộng như ảo. Đây là thất thái thần y, bảo bối bí mật thời thượng cổ, là bảo vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Sờ nhẹ chiếc thất thái thần y, hắn dường như nghĩ ra gì đó, nụ cười dần nở trên khuôn mặt. Một chiếc áo thật đẹp, nếu tặng cho Tiểu Nguyệt Hy chắc chắn con bé sẽ rất thích. Sau khi tiêu hóa hết tất cả phần thưởng, trời cũng đã sáng. Sáng sớm tại núi Nam Hoang có biển mây, trông như tiên cảnh. Hắn thở nhẹ một hơi rồi đi về phía đỉnh núi, từ xa đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trước nhà cỏ tranh. Sắc mặt cô bé lạnh tanh, dường như đang nghĩ gì đó. Tiểu Nguyệt Hy, hắn nở nụ cười, vội vàng bước về phía trước. Cô con gái này gì cũng tốt, chỉ là tính cách quá lạnh quá kiêu, điểm này rất giống mẹ nó. Nghĩ đến người phụ nữ lạnh lùng nhưng lại đẹp như thần tiên kia,
Hắn không kìm được mà thở dài một hơi, thần sắc tiêu nghỉu. Hắn lắc lắc đầu, cố đẩy những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Sau đó liền nhìn sang cô con gái đầy dịu dàng. Giờ hắn chẳng muốn gì nữa, chỉ muốn cùng con gái lớn lên. Lâm Nguyệt Hy cũng nhìn thấy hắn, cô bé cũng hơi bất ngờ. Đây là người cha trong kiếp này của cô sao? Ông cũng có tí nhan sắc, nhưng chỉ có một vẻ ngoài đẹp thì có tác dụng gì? Tu vi mới là thế để cắm rễ ở thế giới này. Cô không cảm nhận được bất cứ làn sóng tu vi nào trên người hắn. Xem ra đúng là một tên phế vật không thể tu luyện. Kiếp trước cô là vong tình nữ đế, vô dục vô tình. Một đời giết không biết bao nhiêu người, tâm vốn đã lạnh băng rồi. Chỉ cần là chuyện cô đã quyết thì đều sẽ cố hết sức hoàn thành. Nếu kiếp này ngươi và ta đã có nhân quả, vậy để ta đích thân tiễn ngươi đến luân hồi. Vong tình đại đạo, điều cấm kỵ nhất là lòng có vương vấn. Cho dù cô không giết hắn, một khi những kẻ hận cô biết được nhân quả giữa hai người, hắn cũng khó thoát chết. Mặc dù đã đưa ra quyết định, nhưng Lâm Nguyệt Hy vẫn chưa ra tay ngay, vì bây giờ cô không có tu vi nào. Khi cô hồi phục lại tu vi cũng là lúc cô ra tay. Thấy Lâm Nguyệt Hy đang ngơ ngác, hắn không nhịn được mà vuốt đầu cô bé. Hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Lâm Nguyệt Hy, bởi từ khi sinh ra cô bé đã không thể cảm nhận được tình thương từ mẹ. Nói ra thì chuyện này cũng có trách nhiệm của hắn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là do cô bé có một người mẹ vô tình. Đúng là người phụ nữ nhẫn tâm bỏ hắn đã đành, ngay cả đứa con gái đáng yêu thế này cũng nỡ vứt bỏ. Hắn đang tự oán trách, Lâm Nguyệt Hy thì hoàn toàn ngơ ra. Cô bị người khác vuốt đầu mà còn là kiểu cưng chiều. Cô là ai cơ chứ? Kiếp trước cô là vong tình nữ đế, cường giả đế giới đứng trên đỉnh thế giới. Đừng nói là bị vuốt đầu, đàn ông bình thường còn chẳng dám nhìn cô. Thế mà bây giờ cô lại bị một tên đàn ông không có tu vi gì vuốt đầu như thế. Sao cô có thể chấp nhận chuyện này? Cho dù hắn có là cha cô trong kiếp này cũng không được. Lập tức Lâm Nguyệt Hy bỗng đùng đùng tức giận, còn kèm theo cả sát ý lạnh lùng. Nhưng cô bé còn chưa kịp ra tay, giọng nói nhỏ nhẹ của hắn vang lên. Tiểu Nguyệt Hy, ta mang cho con một bảo vật đây, có muốn xem không nào? Nghe thế, Lâm Nguyệt Hy cười nhạt trong lòng. Bảo vật, ngươi chẳng có tí tu vi nào, người bình thường thì lấy đâu ra bảo vật? Kiếp trước cô là cường giả đế giới, đứng trên đỉnh thế giới, có bảo vật gì chưa từng thấy? Ngay cả những thứ được nhiều cường giả phong là bảo vật cô cũng chẳng thèm để tâm. Nhìn một phát cũng thấy tốn thời gian, thứ mà hắn coi là bảo vật cũng chỉ là đồ bỏ đi trong mắt cô mà thôi. Không để ý đến phản ứng của Lâm Nguyệt Hy, hắn cứ thế lấy chiếc áo ra, cả chiếc áo bảy màu phản chiếu dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp mắt. Cái gì, chỉ là một chiếc áo? Lâm Nguyệt Hy nổi giận, cô tưởng dù hắn không có bảo vật quý hiếm gì, ít nhất cũng có được thứ có tác dụng với cô hiện tại. Không ngờ chỉ là một bộ quần áo, mặc dù nhìn trông cũng đẹp, nhưng cô không phải là đứa trẻ bình thường, mà thích những thứ đồ lấp lánh này. Thái độ hời hợt này quá rõ ràng rồi. Lâm Nguyệt Hy vừa định từ chối, hắn đã đưa bộ đồ qua. Hắn nửa quỳ dưới đất, sắc mặt dịu dàng, khoác chiếc áo bảy màu lên cho Lâm Nguyệt Hy. Hi hi, đây là một món đồ tốt đấy, hình như tên là Thất Sắc Thần Y, hắn cũng chưa từng nghe. Tiểu Nguyệt Hy mặc lên chắc chắn rất đẹp. Thất Sắc Thần Y, Lâm Nguyệt Hy cảm thấy cái tên này rất quen. Đột nhiên cô nhớ ra gì đó, trong mắt thu lại, không kìm được cảm thán trong lòng. Lẽ nào là Thất Thái Thần Y đó? Nhìn kỹ lại, quả nhiên Lâm Nguyệt Hy nhận ra sự khác biệt, đặc biệt là nhìn bằng thân phận kiếp trước của cô. Bộ đồ này được thêu bằng đường hoa văn đại đạo, từng đường đạo vân chạy dọc trong đó. Hơi thở của Lâm Nguyệt Hy như muốn ngưng lại, cô vô cùng chấn động, thật sự là chiếc áo Thất Thái Thần Y trong truyền thuyết. Thất Thái Thần Y được luyện thành từ lông vũ của Phượng Hoàng, lại được kết hợp cùng thế giới chi tinh, nó là một báu vật đẳng cấp trong truyền thuyết ở thời kỳ thượng cổ. Dù là người có thực lực cường giả đế giới như Lâm Nguyệt Hy, cũng chỉ mới nghe tới món báu vật này thôi. Nếu kiếp trước cô có báu vật này thì cũng không đến nỗi bị mấy kẻ khác bắt tay ép chuyển thế luân hồi. Thất Thái Thần Y không chỉ là báu vật phòng ngự, mà còn có thể hỗ trợ tu luyện, có thể nói một khi tin tức về nó được truyền đi, tuyệt đối sẽ có vô số cường giả muốn sở hữu, thậm chí là đánh nhau dữ dội, chẳng có ai không động lòng trước báu vật đẳng cấp này cả. Vậy mà bảo vật trong truyền thuyết đó giờ đây lại ở ngay trước mặt cô. Lâm Nguyệt Hy ngơ ngác một lúc lâu, hắn giơ tay ra vẫy mấy cái trước mặt cô bé, phát hiện Lâm Nguyệt Hy vẫn ngơ ngác không có phản ứng gì. Hắn cứ tưởng cô bé không thích nên liền thở dài và nói, lẽ nào Tiểu Nguyệt Hy không thích bộ đồ này sao? Nói rồi hắn còn định cất Thất Thái Thần Y đi, còn thầm nghĩ trong lòng rốt cuộc món đồ nào mới có thể thu hút sự chú ý của Tiểu Nguyệt Hy. Ngay lúc này, một bàn tay trắng nhỏ bé giơ ra, nhanh chóng giành chiếc Thất Thái Thần Y lại. Con thích mà, Lâm Nguyệt Hy vội nói, cảm giác bàn tay trống rỗng, hắn rất bất ngờ, sau đó liền mỉm cười dịu dàng, con thích là tốt rồi, vốn ta định tặng bộ đồ này cho con mà.